Chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng nhau trong buổi họp mặt hôm nay. Một tràng pháo tay thật to nữa thưa anh chị em. Kính thưa quý cha, kính thưa cộng đoàn, chiều hôm nay ngày thứ ba tuần thánh tại giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè thực hiện buổi tĩnh tâm thứ hai trong ba ngày tĩnh tâm, thứ hai tuần thánh với đá, thứ ba tuần thánh với trường ca lòng thương xót và thứ tư tuần thánh với nón lá. Chiều hôm nay trường ca lòng thương xót Chúa được thực hiện bởi những anh chị em nhạc sĩ, nghệ sĩ, ca sĩ, thi sĩ và tất cả những người có tâm hồn yêu mến lòng Chúa thương xót. Chúng tôi xin được giới thiệu những anh chị em đến đây để thực hiện chương trình, đó là tiến sĩ nhạc sĩ Vũ Đình Ân, nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân, xin mời. Và nghệ sĩ Đức Tâm cùng với ca sĩ Bích Phượng. Và ca sĩ Bích Phượng. Thưa anh chị em, trong nhóm nhạc công, đặc biệt là thực hiện trường ca Lòng Chúa Thương Xót, cần phải những giai điệu về dân tộc. Cho nên chúng tôi hân hạnh được đón tiếp các anh em, chị em nhạc công. Thứ nhất là Phụ Sáu Trúc, là nghệ sĩ ưu tú Mạnh Hùng. Đàn bầu được thể hiện bởi nhạc sĩ Hoàng Anh. Đàn tranh đó là một cô gái rất duyên dáng mang tên Triều Nguyên. Kèn saxophone bởi thực hiện bởi anh chàng tên Quang Khải. Guitar bass bởi một người tên là Thanh Thế, nhưng mà không có Thanh Thế tí nào cả, rất khiêm tốn. Và tiếng đàn ọc bởi thực hiện bởi một người nữ rất là dễ thương tên là Ý Thảo. Và trống được thực hiện bởi một người gầy gò mà đánh rất to, đó là Hữu Dũng. Và buổi hôm nay hát hợp sướng là ca đoàn Thiên Thanh, lĩnh sướng là Thiên Kim và Huy Hoàng. Mời các bạn ca đoàn đứng lên, chúng ta cho một tràng pháo tay hô các bạn ca đoàn đó. Và hôm nay chúng con có được đón tiếp bốn cha đến giải tội với chúng con. Và bốn cha đã giải tội, và bây giờ thì bốn cha cùng ở đây để tĩnh tâm và cầu nguyện chung với chúng con. Chúng con rất là vui mừng được đón tiếp bốn cha. Xin mời bốn cha đứng lên cho chúng con trong một tràng pháo tay. Thưa anh chị em, chương trình của chúng ta sẽ không ra gì. Chương trình của chúng ta sẽ chỉ là tiếng vang vọng, không có một đáp trả nào, chỉ là tiếng kêu trong sa mạc nếu không có sự hiện diện đông đảo, nhiệt tình và hết sức là sốt sắng của bà con anh chị em từ Bắc, từ Trung, từ Nam, từ Việt Nam, cũng như là anh chị em Việt Kiều từ các nơi đang kéo về với chúng ta. Một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng tất cả những anh chị em đó. Vâng, nếu không có anh chị em thì tất cả những việc của chúng tôi làm cũng không có ý nghĩa gì cả. Vì mục đích của chúng tôi là đem lòng Chúa thương xót đến cho mọi người. Lòng thương xót không loại trừ một ai, lòng thương xót không giới hạn một không gian và cũng không bị hạn chế bởi một thời gian nào cả. Lòng thương xót từ giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè đi qua Bắc, qua Trung, qua Nam và đến hải ngoại, đến những nước trên thế giới. Và giờ phút này đây, chúng tôi rất là vui mừng được tất cả những anh chị em hải ngoại cũng như anh chị em ở Việt Nam đang theo dõi trực tiếp, đang hiệp thông với chúng tôi trên live stream để cùng tĩnh tâm với ngày thứ ba tuần thánh, chủ đề Trường Ca
lòng thương xót. Xin kính mời quý cha và cộng đoàn đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong buổi tĩnh tâm chiều hôm nay thứ ba tuần thánh tại giáo điểm Tin Mừng với chủ đề Trường Ca Lòng Thương Xót. Xin Thánh Thần mở miệng chúng con để ngợi ca lòng thương xót. Xin Thánh Thần mở đôi tai chúng con để lắng nghe những tiếng ca ngợi lòng thương xót. Và xin Thánh Thần đốt cháy lên trong chúng con ngọn lửa yêu mến. Chính tiếng hát, chính lời ca phải phát xuất từ tình yêu, từ trái tim nồng cháy mới đem ngôn ngữ âm thanh từ trái tim đến với trái tim, mới truyền cảm lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong buổi chiều hôm nay. Mẹ lòng thương xót, mẹ vẫn từng bước theo chân Đức Giêsu con mẹ trên con đường khổ nạn. Mẹ vẫn luôn cầu bầu cùng Đức Giêsu con của mẹ cho đoàn con đến đây kêu khấn lòng thương xót Chúa. Những đứa con tội lỗi, những đứa con đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, khốn nạn, khốn cùng, khốn khổ. Xin mẹ Maria, mẹ lòng thương xót, cùng đến với chúng con cầu nguyện với chúng con chiều hôm nay, như mẹ đã cầu nguyện với các tông đồ trong nhà tiệc ly, để Thánh Thần xuống trên mẹ và các tông đồ. Xin mẹ cùng cầu nguyện với chúng con chiều hôm nay, để Thánh Thần tràn ngập tâm hồn chúng con. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con. So
con đặt mao Chúa, nguồn tin khác của mỗi chúng con. Kính mời quý cha và cộng đoàn ngồi. Kính thưa anh chị em, chương ca lòng thương xót Chúa là những bài ca vô tận, như là tựa đề của một bài hát chúng ta có thể nhớ, bài hương ca bất tận. Chúng ta có thể nói rằng chương ca lòng thương xót bất tận. Làm sao mà nói hết được về lòng Chúa thương xót? Chúa nói với thánh nữ Faustina, cho dù cả thế giới này không thể nói hết về lòng Chúa thương xót, cho dù tất cả trí khôn của nhân loại cũng không thể suy thấu dò cho tường cho tận về lòng thương xót. Vì lòng thương xót là tình yêu, mà tình yêu thì không bao giờ có thể diễn tả hết được. Làm sao cắt nghĩa được tình yêu? Nó chiếm hồn ta một buổi chiều. Vâng, chiều hôm nay anh chị em đến tĩnh tâm với giáo điểm tin mừng với chủ đề trường ca lòng thương xót. Hãy để cho tình yêu lòng thương xót Chúa chiếm hữu ta buổi chiều hôm nay. Quên đi những bận rộn, những giận hờn, những buồn phiền, những lo lắng. Vứt đi hết tất cả những ham hố, những tham vọng. Quăng đi hết tất cả những dục vọng của mình. Và ngày hôm nay, chiều hôm nay chỉ còn duy nhất một tấm lòng, lòng thương xót. Chiều hôm nay với trường ca lòng Chúa thương xót, mời anh chị em, mỗi người chúng ta hãy là những lữ khách, hãy là những người hành hương từ miền Bắc qua miền Trung vào đến miền Nam, rồi bung ra hải ngoại, ra Âu Châu, ra Bắc Âu, ra Campuchia, ra Lào, đến tất cả những vùng nào mà chưa được biết đến lòng Chúa thương xót, để mỗi một người chúng ta không bị Chúa khiển trách khi ngày thẩm phán Chúa sẽ hỏi, như nói với Faustina, nếu còn ai chưa biết đến lòng Chúa thương xót thì con, mỗi người chúng con phải trả lẽ trước mặt Chúa. Vì lý do nào mà họ chưa biết đến lòng Chúa thương xót? Vì con chưa ngợi ca lòng Chúa thương xót với hết tất cả tâm tình của mình. Vì con chưa sắc tín vào lòng Chúa thương xót, cho nên con chưa dám đi loan truyền lòng Chúa thương xót, con chưa dám làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Mời anh chị em cùng với tôi, một người lữ khách, một người hành hương, tìm về giáo điểm tin mừng để hỏi ở đây có gì lạ. Ta hát tiếng Chúa.
đi đến thủ đô Hà Nội. Người quý khách ấy muốn lắng nghe những câu hò của những người miền Bắc, dân ca quan họ Bắc Ninh là thế nào, làm sao để mà truyền tải lòng thương xót xuống đến cho người nghe bằng những âm điệu quê hương bình cực, để cho người nghe cảm thấy lòng thương xót ấy không phải là từ bên nước ngoài đưa vào, mà lòng thương xót ấy từ chính trái tim của con người Việt Nam, những con người mà yêu quê hương, yêu đất nước, yêu mảnh vườn, yêu từng con đường đi đến làng quê của mình, những lũy tre làng, những con đường đê đó, những câu hò của người miền Bắc. Mời anh chị em lắng nghe câu hò ấy qua giọng hò của một người nghệ sĩ rất chuyên nghiệp, nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân. Xót Chúa bao la, giang tay rộng đón con vào nhà cha. Đón vào giáo điểm tin mừng, lòng thương xót Chúa vui mừng gặp con. Rằng con có biết hay chăng, rằng con có biết hay chăng, lòng thương xót Chúa vẫn hằng đợi con.
Tôi chả biết chị nổi tiếng như thế nào mà vừa mới nghe giới thiệu nghệ sĩ Hồng Vân là mọi người vỗ tay. Và khi mọi người vỗ tay như vậy thì tôi đi xuống dưới, có một người đưa tôi một cái tờ giấy này, nói là chị ấy là nghệ sĩ thì chắc chị ấy phải biết ngâm nhiều bài thơ lắm. Chị có thể cho mọi người biết là cái cảm tưởng của chị khi mà đến giáo điểm Tin Mừng, mà là có thể là lần đầu tiên chị đến đây đúng không ạ? Dạ. Thưa cảm cha, tưởng của chị thấy thế nào? Dạ, thưa cha, thưa mọi người, lần đầu tiên Hồng Vân đến giáo điểm Tin Mừng mà Hồng Vân thấy quá đông quần chúng từ các nơi của mọi miền đất nước đã đến đây. Hồng Vân nghĩ ngay đến câu nói của các cụ ta ngày xưa, đất lành thì chim đậu. Nhưng mà ở đây không những là đất lành thôi, mà Hồng Vân có một cảm giác là khi cất tiếng hát lên, Hồng Vân có cảm giác như bát ngát trong không gian, có một cái sức nhiệm màu, có một cái lòng tin lành đã ban xuống cho chúng ta trong buổi chiều hôm nay, và ngay cả trong tiếng hát của Hồng Vân nữa. Thưa chị em, một người nghệ sĩ hay là một ca sĩ mà trình bày một tác phẩm nào đó, mà họ cảm nghiệm được trong cái bát ngát mênh mông đó một cái gì thiêng thánh, thì đó, người đó mới chuyển tải được hồn của bài thơ, bài hát đến cho người nghe. Vì thưa anh chị em, những ca sĩ, những nghệ sĩ đến đây, họ không phải đến là vì họ chạy show hay là để mà trình diễn, nhưng mà họ đến đây với một mục đích duy nhất là chìm vào, hòa mình vào trong cái bát ngát mênh mông đó, mà chúng ta vẫn gọi là dìm mình vào đại dương lòng Chúa thương xót. Mà trong đại dương lòng Chúa thương xót thì anh chị em nhìn lên luôn luôn thấy tấm ảnh lòng thương xót. Đây là một bài thơ tựa đề là Ảnh lòng thương xót, mà người đưa cho tôi nói rằng con là một người giáo dân, nhưng mà con thấy bài thơ này của một người mang tên là Trăng Thập Tự. Đó là một linh mục, một thi sĩ mà lấy bút hiệu là Trăng Thập Tự. Tôi thì tôi chả biết ngâm nga gì cả, tôi chỉ biết la thì to mà ngâm thì dở. Cho nên nhờ chị có thể chuyển tải được hồn của Trăng Thập Tự đến cho bà con ở đây, để họ biết được tấm ảnh lòng Chúa thương xót mà anh chị em đang nhìn lên trên này. Và Chủ nhật tuần tới nữa, đại lễ lòng Chúa thương xót, là Chúa Giêsu nói là ta mong muốn tấm ảnh này sẽ được trưng bày không chỉ ở nhà thờ, ở các tu viện, nhưng tại mỗi gia đình, để Chúa làm chủ trong gia đình của chúng ta. Xin nhờ chị giúp tôi chuyển tải hồn của bài thơ Ảnh lòng thương xót của tác giả Trăng Thập Tự đến cho anh chị em, được không ạ? Thưa, Hồng Vân xin diễn ngâm bài thơ Ảnh lòng thương xót. Xin ban nhạc cho Vân xin tông la. Hội chuộng văn minh hình ảnh, lấy mắt nhìn thay thế não suy tư. Từ cõi lòng thương xót đầy dư, ta cho con một bức hình diễn tả. Dưới áo trắng của linh mục cao cả, trái tim ta, trái tim ta là nguồn mạch xót thương. Luồng ánh sáng xanh là dòng nước phi thường, tẩy sạch con hết muôn vàn tội lỗi. Luồng sáng hồng là máu đào cứu rỗi, nuôi sống con trong thánh thể nhiệm màu. Hãy ngắm nhìn và hãy thốt lên câu: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác. Đó ý nghĩa rất đơn sơ mộc mạc, hiểu lấy cho con mà nói cho đời. Cuối lộ trình lịch sử con, cuộc phán xét đang chờ trước mặt,
còn cơ hội cuối cùng cần nắm bắt. Cơ hội lòng thương xót đã mở ra, còn đợi gì mà không đến với ta, còn đợi gì mà không đến với ta. Để nhân loại được bình an hạnh phúc, hãy nói với mọi người, mọi nơi, mọi lúc, hãy ăn năn trước khi quá muộn màng. Này con ơi, kìa lịch sử sang trang, hãy đón lấy hạnh phúc đời đời ta dọn sẵn. Đó là lòng thương xót Chúa. Rồi, xin cảm ơn chị Hồng Vân rất là nhiều. Thưa anh chị em, đấy là lời cảnh báo cho tất cả những người nào mà chưa nhận biết lòng Chúa thương xót. Chúa nói đây là cơ hội cuối cùng trước khi giờ thẩm phán của ta đến, trước khi giờ công thẳng đến. Đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng, không còn cơ hội nào nữa, là giờ của lòng Chúa thương xót. Cho nên dù bất cứ ai mà không đón nhận lòng Chúa thương xót thì giờ công thẳng của Chúa sẽ ra tay. Lúc đó chúng ta không còn có cơ hội nào nữa đâu, thưa anh chị em. Hãy mau quay về, hãy chạy đến với ngai tòa lòng thương xót Chúa, đặc biệt nơi bí tích hòa giải, ngai tòa lòng thương xót. Giờ đây người lữ khách ấy đã cảm nhận được lòng Chúa thương xót và người ấy muốn làm một chuyến hành hương từ miền Bắc đi qua miền Trung vào đến miền Nam. Và để thực hiện chuyến hành hương ấy, dọc nẻo hành hương về giáo điểm tin mừng đến với lòng Chúa thương xót, người thì củ khoai, người thì củ sắn, tay xách nách mang. Những người nào ở miền Bắc đâu giơ tay. Đấy, thưa anh chị em, đây là những người từ miền Bắc đến đây để hành hương. Một tràng pháo tay thật to để chúng ta chào mừng những anh chị em từ miền Bắc đến. Và hôm nay, chiều hôm nay, anh chị em ở miền Bắc sẽ được rất là mãn nhãn với những bài hát ngợi ca lòng Chúa thương xót mang đặc âm hưởng của miền Bắc và được thể hiện, được minh họa bởi các bạn trẻ rất là dễ thương của Vũ đoàn Phương Việt, Vũ đoàn Phương Việt với dọc nẻo hành hương xuôi từ miền Bắc vào miền Nam của người lữ khách đi hành hương đến với lòng thương xót Chúa. Tôi theo là theo một chiều.
đâu rồi? Cô bé kia ơi. Ở đây, đây, đây. Ở đây, ở đây. Ở đây, ở đây, rồi, rồi. Đây. À, con cho mọi người biết chúng con là thuộc nhóm nào? Dạ, con là vũ đoàn Phương Việt. À, có bao giờ mà chúng con múa ở trong nhà thờ như bây giờ chưa? Dạ, đây là lần đầu tiên chúng con múa. Vâng, thưa anh chị em, người ta múa, hát, quay cuồng với biết bao nhiêu những nhạc điệu của giới trẻ ngày hôm nay. Nhưng mà chúng tôi mời được các bạn trẻ, họ đã lên sân khấu, họ đã đi làm để kiếm tiền. Nhưng mà ngày hôm nay họ đến đây không phải lên sân khấu, không phải đi làm để kiếm tiền. Nhưng mà họ đến đây, họ muốn dìm mình vào đại dương lòng Chúa thương xót. Bởi tất cả anh chị em chúng ta cũng đã từng trong những thánh lễ, ta vẫn múa, vẫn hát, ngợi ca lòng Chúa thương xót. Và hôm nay trường ca lòng Chúa thương xót được minh họa qua những điệu múa đặc tính Nam Bộ, Bắc Bộ của cả đoàn vũ đoàn Phương Việt. Con cho mọi người biết lần đầu tiên chúng con múa ở trên cung thánh đây, ở trong nhà thờ đây với trường ca lòng Chúa thương xót tại giáo điểm tin mừng. Cái cảm giác của con là như thế nào? Bao nhiêu năm con đã đi múa rồi? Nhà con đi múa cũng hơn 10 năm nè. Cảm giác của con mua khi mà được tham gia chương trình này là rất là hồi hộp và rất là hãnh diện. Con xin lỗi, con có đạo không? Dạ, con đạo Thiên Chúa. Con có đạo không? Con đạo Thiên Chúa. Trong người chồng có thay thế anh chị em. Rồi, xin ra cho con một chỗ trong giáo điểm tin mừng. Con muốn không? Dạ, con cảm ơn chị. Rồi, thưa anh chị em, mỗi người chúng ta đến đây, cảm ơn con, đều có một chỗ ở trong giáo điểm tin mừng, một chỗ ở trong lòng thương xót của Chúa. Mỗi người chúng con đến đây, xin Chúa cho chúng con có một chỗ ở trong trái tim Chúa. Một chỗ con xin nơi giáo điểm. Một chỗ con lòng lại. Một chỗ con xin nơi giáo điểm. Một chỗ con tựa lòng xót thương. Vâng, một chỗ để con nương, một chỗ để con tựa, một chỗ để con bám víu chính là lòng thương xót Chúa. Thiếu điểm thiếu nước
Thưa anh chị em, sở dĩ mà người ta hành hương đến với lòng Chúa thương xót là vì người ta cảm nhận được ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa quá lớn. Đây, chúng tôi xin phép được đọc cho anh chị em những chứng từ, những người muốn lên làm chứng cho mọi người thấy được tại sao mà tôi muốn hành hương về giáo điểm tin mừng. Lý do là vì ở nơi đó tôi cảm nhận được lòng Chúa thương xót dành cho tôi như thế nào. Con kính chào cha và cộng đoàn. Con là Marta Nguyễn Thị Nhàn, 49 tuổi. Con ở Chương Mỹ, Hà Nội. Con vào giáo điểm tin mừng được 6 ngày. Ngày nào con cũng viết thư tạ ơn Chúa. Con đã được ơn Chúa là con bỏ Chúa 25 năm. Đến năm 2018, Chúa cho con một căn bệnh ung thư buồng trứng. Và một số bệnh giờ con đã được khỏi. Nay con muốn vào làm chứng cho Chúa. Và em trai của chồng con, nó nghiện 25 năm rồi. Nhờ ơn của Chúa, con và mẹ chồng con vào đây 6 ngày cầu nguyện. Thì đến ngày thứ 4, em trai của con đã bỏ thuốc phiện. Con tạ ơn Chúa. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chúng con được ơn quay trở về với Chúa sau 25 năm và được ơn bỏ thuốc phiện sau 25 năm chìm ngập trong tội lỗi xa Chúa. Hôm nay con viết thư này kính lạy Chúa. Con là Du Xe Đỗ Văn Mạnh. Con ở xứ Hữu Lễ, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Con ở ngoài Bắc. Con được ơn chữa lành. Gia đình con được Chúa và mẹ tuôn đổ hồng ân xuống rất nhiều. Thứ nhất là con bị dính vào xì ke ma túy 22 năm. Và cũng là ngày con mắc bệnh HIV/AIDS 22 năm. Lúc đó con chưa lấy vợ. Sau khi con lấy vợ, vợ con là người đạo Phật. Theo con, cho đến nay, con sinh được 3 cháu. Cháu thứ ba lúc đó con đã chuyển sang HIV giai đoạn cuối. Đang lúc mang thai cháu được 5 tháng. Đi siêu âm thì bác sĩ kết luận là cháu chỉ có một cục thịt thôi. Có mắt, có môi nhưng không có mồm. Bác sĩ khuyên là nên bỏ đứa bé đó đi vì con đã bị dính HIV và ảnh hưởng trên đứa con của con. Nhưng vợ con dù là người đạo Phật nhưng đã theo Chúa khi lấy con, luôn khuyên con tín thác vào lòng thương xót của Chúa và mẹ. Hàng ngày vợ con vẫn khẩn cầu lòng Chúa thương xót. Tạ ơn Chúa khi sinh ra cháu hoàn toàn bình thường, to, khỏe, mập mạp, không ảnh hưởng gì cả. Cho đến năm 2013, con cầu xin cha và Chúa cho con được khỏi nghiện. Lúc đó con nghiện rất nặng, thế là Chúa đã nhận lời của con. Tự nhiên con không chơi ma túy nữa, con cũng không chơi hàng đá nữa cho đến ngày hôm nay. Đã được 6 năm rồi, con bây giờ hoàn toàn giống như người bình thường, không thèm nhớ gì đến xì ke ma túy nữa và còn khỏe hơn trước rất nhiều. Đến năm 2015, đến bệnh viện Bạch Mai ở ngoài Hà Nội, bác sĩ kết luận con bị viêm gan C, đã qua sơ gan rồi. Chỉ một thời gian ngắn nữa là qua ung thư gan thôi. Lúc đó thế giới chưa có thuốc chữa, thế là con cứ về cậy trông vào lòng thương xót Chúa và mẹ. Cách đây gần một tháng con đi kiểm tra lại thì con không còn bị u xơ gan nữa, chỉ còn là tế bào virus mà thôi. Đứa con tội lỗi hôm nay xin được làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Và thưa anh chị em, cứ như thế rất nhiều người tội lỗi, rất nhiều người xì ke ma túy, nhiều người đã được ơn quay trở về với Chúa. Chính vì thế mà người lữ khách hành hương ấy rời miền Bắc, bảo rằng thôi ta đi đến miền Trung. Miền Trung ở nơi mà quê hương em nghèo lắm ái ơi, mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn. Mùa đông thì thiếu áo, hè thời thiếu ăn, nhưng mà miền Trung nghèo ấy vẫn không thiếu lòng thương xót Chúa. Nào, mời anh chị em chúng ta rời miền Bắc cùng người lữ khách đi vào miền Trung. Chào anh bạn.
tôi mới từ Bắc vào trong miền Trung này. Anh giới thiệu cho mọi người biết anh tên gì. Kính thưa cha, thưa tất cả quý vị, con tên là Hoàng Đức Tâm ạ. Anh làm nghề gì? Con làm nghề ngâm thơ ạ. Anh làm nghề ngâm thơ. Anh ngâm thơ, anh thơ đem bán cho đời được bao nhiêu tiền? Chắc không được bao nhiêu thầy ạ. Xin lỗi cha. Vâng, người ta nói cách nửa vần trăng. Người ta nói là đem thơ bán cho đời, bán chẳng được bao nhiêu. Nhưng mà có một loại thơ, thưa anh, vào miền Trung, tôi muốn anh đem những lời thơ ấy không phải bán cho đời, mà đi loan truyền cho đời lời thơ ngợi khen lòng thương xót Chúa. Anh có làm được chuyện đó không? Dạ, thưa cha, con làm, có thể làm được ạ. Có thể làm được. Dạ. Anh bắt đầu được chưa? Dạ, con bắt đầu được ạ. Rồi, cho một tràng hoa tay để chúng ta chào người anh em này. Chúa thương ơi, Chúa thương con, tình yêu thương ấy nhiệm màu cao siêu. Chúa thương, thương con thật nhiều, tình yêu cao quý huyền siêu. Diệu kỳ lòng thương xót Chúa bao la, tình yêu thương ấy không trừ một ai. Lòng thương xót Chúa hại hà, chữa lành hết những vết thương tâm hồn. Lòng thương xót Chúa không vơi, chính là nguồn sống cho đời con tin. Lòng thương xót Chúa là đường để cho con tựa nương vào Ngài. Lòng thương xót Chúa một đời, chở che con mãi mọi ngày dương. Lòng thương xót Chúa phụ đây, hết mọi hoang vu đắm say ơn Ngài. Tạ ơn lòng Chúa xót thương, Chúa là nguồn sống, là đường mà con theo. Thưa anh chị em, chúng ta tiếp tục đến với miền Trung và chia sẻ với những gánh nặng của những người dân miền Trung. Đã có những lần chúng tôi nhóm Thiện Nguyện Tín Thác chuyển cả hàng tấn gạo vào đến miền Trung trong những kỳ bị bão lụt. Và nhiều lần chúng tôi đã đi đến đó để chia sẻ với những anh chị em miền Trung. Và ở giáo điểm tin mừng này, mỗi ngày chúng tôi đón nhận rất nhiều anh chị em
từ Vinh, từ Nghệ An, từ Hà Tĩnh. Khi mà anh chị em nghe nói mà nó khó khó nghe này nỉ 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 nèo nè rồi đó, là chúng tôi được đón nhận những anh chị em đó. Và bây giờ thì mời anh chị em nghe những bài hát, vừa rồi chúng ta nghe những điệu ngâm thơ giọng miền Trung, và bây giờ trường ca Lòng Thương Xót Chúa được thể hiện bởi những giọng ca mang âm hưởng quê hương, âm hưởng của miền Trung. Lòng Thương Xót Chúa. Chúa thương con thật nhiều.
Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong mùa chay. Và những anh chị em minh họa bài hát Chúa Chữa Lành ấy đang mặc áo màu tím. Áo màu tím Huế thật dễ thương. Và chúng ta đang cùng với người lữ khách hành hương vào tới đất Huế. Ở Huế người ta kể cho nhau nghe về những câu chuyện, những người được ơn chữa lành như sau. Kính lạy lòng thương xót Chúa, thưa cha và cộng đoàn, con là Bùi Thị Lương, 46 tuổi, con là người ngoại đạo. Con đến đây với Chúa qua một người đã cho con quyển sách Lòng Thương Xót Chúa và mời con đến cầu nguyện trước tấm ảnh Lòng Thương Xót Chúa và nghe cha giảng về Lòng Thương Xót Chúa trên cái máy 300 bài giảng. Khi nghe giảng, con không cầm được nước mắt. Con đã hành hương về giáo điểm tin mừng này. 7 ngày ở đây là 7 ngày con khóc về Lòng Thương Xót Chúa. Con đến đây con không muốn về nữa, nhưng con xin lỗi cha và cộng đoàn, con phải về với con của con. Và con đã gom hết tiền mua được 6 cái đài Lòng Thương Xót Chúa về tặng cho những ai bị những căn bệnh hiểm nghèo mà không có bệnh viện nào chữa được. Con sẽ mang người ta đến với Chúa Lòng Thương Xót Chúa. Và con đã kêu một người tên là Dương Quang Trung, 45 tuổi, anh bị bệnh sỏi tụy. Cầu xin Chúa thương xót chữa cho anh khỏi bệnh, để cho thế giới được bình an. Con là Bùi Thị Lương ở Hà Tĩnh. Amen, amen, amen và amen. Thưa chị em, một người ngoại đạo đến đây 7 ngày và mua 6 cái máy về để đi loan truyền Lòng Thương Xót Chúa. Rồi tới miền Trung, người khách ấy vẫn nghe người ta kháo láo với nhau về những người dân tộc. Đây là một người dân tộc Mường. Con lạy Chúa, con kính chào cha và chào cộng đoàn. Con xin làm chứng, tên con là Nguyễn Thị Hữu, 57 tuổi. Con là dân tộc Mường, người theo đạo Phật. Và ở xã Yên Bái, huyện Ba Vì, ở Hà Nội, con được hai ơn của Chúa. Ngày 1 tháng 3 năm 2018, con bị bệnh, ngồi trên giường, con ngã quỵ ra. Con không biết gì cả, có Chúa nâng đỡ con sống được đến ngày hôm nay. Ơn thứ hai là ngày 7 tháng 7 năm 2018, con và con gái con đi